Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại thành phố Osaka, thủ phủ của tỉnh Osaka. Nằm bên bờ vịnh Osaka, nơi đây có nền kinh tế phát triển, lịch sử lâu đời, là một trong những thành phố quan trọng nhất của Nhật Bản. Tại đây có một gia đình đang sinh sống. Người chồng là Yasutaka Fujimori, 52 tuổi, là nhân viên của một công ty dược phẩm. Người vợ là Mitsushiro Fujimori, 46 tuổi, làm nội trợ. Vợ chồng có hai con trai. Con trai lớn là Yoshiro Fujimori, 21 tuổi và con trai út 19 tuổi. Cả hai con trai đều đang học đại học. Cả gia đình 4 người có cuộc sống ổn định. Thế nhưng, một ngày nọ, người mẹ và con trai lớn bỗng dưng mất tích không rõ lý do. Dù đã tìm kiếm mọi cách, gia đình vẫn bặt vô âm tín. Cho đến 5 năm sau, với việc một món đồ vật được tìm thấy, sự thật về vụ mất tích năm xưa dần được hé lộ. Vậy họ đã đi đâu và họ đã gặp phải những chuyện gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 14 tháng 8 năm 2011 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 14 tháng 8 năm 2011, hôm đó là một ngày chủ nhật như bao ngày khác. Tại công viên Higashi Tennoji, quận Tennoji, Osaka, một sự kiện rùng rợn đã xảy ra. Công viên này nằm cách ga Uehonmachi, Osaka 5 phút đi bộ, diện tích không quá rộng, trải dài theo hướng Bắc Nam. Bên trong có một bãi cỏ rộng lớn, là nơi thư giãn lý tưởng cho cư dân xung quanh vào những lúc rảnh rỗi. Do không có hàng rào bao quanh và được mở cửa miễn phí, nên bất kỳ ai cũng có thể ra vào công viên vào bất kỳ thời điểm nào. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó, một nhân viên vệ sinh đang thực hiện việc dọn dẹp thường lệ tại công viên Higashi Tennoji. Trong lúc đang quét dọn, ông bất ngờ phát hiện một chiếc thùng kim loại nằm trên mặt đất cách đó không xa, cho rằng đó là rác thải bị vứt bừa bãi. Ông tiến lại gần với ý định dọn dẹp. Tuy nhiên, khi cúi xuống nhấc chiếc thùng lên, người công nhân vệ sinh bỗng giật mình bởi trọng lượng bất thường của nó. Hình như bên trong có chứa thứ gì đó. Quan sát kỹ hơn, ông nhận thấy nắp thùng được dán kín bằng băng keo. Tò mò, ông bèn bóc lớp băng keo ra và mở nắp thùng ra. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến người đàn ông hốt hoảng. Ngay khi nắp thùng được mở ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Bên trong là một hộp sọ người. Quá sợ hãi, người công nhân vệ sinh vội vàng ném chiếc thùng xuống đất, lùi lại xa vài mét rồi mới hoàn hồn. Ngay lập tức, ông rút điện thoại gọi báo cảnh sát. Chỉ vài phút sau, một lượng lớn cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa công viên Higashi Tennoji, không cho bất kỳ ai ra vào khu vực. Công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành khẩn trương. Chiếc thùng kim loại có kích thước dài 24cm, rộng 24cm, cao 35cm, dung tích khoảng 18 lít. Do dung tích 18 lít tương đương với một to, đơn vị đo lường truyền thống của Nhật Bản, nên vụ án này còn được gọi là vụ án thùng một to. Trên thùng kim loại có dán nhãn của một công ty dược phẩm. Bên trong thùng, ngoài hộp sọ người, cảnh sát còn phát hiện một đoạn xương mắt cá chân. Miệng thùng được cuốn chặt bằng nhiều lớp băng keo vinin, loại băng keo thường được sử dụng để chống ăn mòn đường ống, chống ẩm, cách điện cho dây điện, vân vân. Có vẻ như hung thủ đã cố tình bịt kín miệng thùng để ngăn chặn mùi hôi thối từ bên trong thoát ra ngoài. Rõ ràng, đây là một vụ án mạng. Tuy nhiên, với những gì đã thu thập được tại hiện trường, đặc biệt là khi chỉ có một phần thi thể nạn nhân, danh tính của nạn nhân vẫn là một ẩn số. Trong khi đó, cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của người báo án. Người này khai báo rằng, ông ta là nhân viên dọn vệ sinh tại công viên Higashi Tennoji. Mỗi buổi sáng đều thực hiện công việc dọn dẹp trong công viên và thu nhặt rác thải có thể tái chế. Sáng hôm đó, khi nhìn thấy chiếc thùng kim loại trong bãi cỏ, ông ta đã có ý định nhặt đi bán lấy tiền. Sau đó mới mở ra xem thì phát hiện sự việc kinh hoàng. Người công nhân vệ sinh cũng cho biết thêm rằng, sáng hôm đó có một vài người dân đến công viên tập thể dục buổi sáng, ông ta không nhìn thấy bất kỳ ai khả nghi. Một số người dân được hỏi cũng xác nhận rằng họ đã nhìn thấy chiếc thùng kim loại khi đến công viên tập thể dục vào buổi sáng, nhưng không rõ nó xuất hiện từ lúc nào và họ cũng không để ý đến. Để có thêm manh mối, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm khu vực xung quanh, lấy công viên Higashi Tennoji làm trung tâm. Nỗ lực của họ đã được đền đáp. Vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, tại một con phố cách công viên không xa, họ đã tìm thấy chiếc thùng kim loại thứ hai. So với chiếc thùng đầu tiên, chiếc thùng này có vẻ cũ hơn, hoen rỉ nhiều hơn, bên trong chứa một số mảnh xương người. Ngày hôm sau, một số người dân địa phương đã đến trình báo với cảnh sát về việc phát hiện một chiếc thùng kim loại thứ ba tại bãi đậu xe cách công viên 100m về phía tây. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chiếc thùng trên chứa một số mảnh xương mắt cá chân của người. Hai chiếc thùng thứ hai và thứ ba không được dán kín bằng băng keo.
Tuy nhiên, kích thước và kiểu dáng của chúng giống hệt với chiếc thùng đầu tiên. Vì vậy, cảnh sát nhận định khả năng cao chúng đều là do cùng một người vứt bỏ. Một thời gian sau, kết quả giám định pháp y đã được công bố. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy các mảnh xương được tìm thấy trong 3 chiếc thùng kim loại thuộc về 2 người, một nam, một nữ là hai mẹ con. Do chỉ tìm thấy một phần thi thể của hai nạn nhân nên nguyên nhân cái chết chưa thể được xác định. Thời gian tử vong được ước tính vào khoảng năm 2006, tức là 5 năm trước đó. Cảnh sát đã tiến hành so sánh thông tin của hai nạn nhân với dữ liệu người mất tích tại Osaka trong những năm gần đây. Kết quả cho thấy danh tính của hai nạn nhân đã được xác định. Họ là Mitsuhiro Fujimori, 46 tuổi và Yoshiro Fujimori, 21 tuổi. Theo thông tin từ hồ sơ, hai mẹ con đã mất tích vào tháng 4 năm 2006, đến nay đã hơn 5 năm. Thời gian trở lại tháng 5 năm 2006, Yasutaka Fujimori, chồng của bà Mitsuhiro, đã đến đồn cảnh sát để trình báo về sự mất tích của vợ và con trai lớn. Ông cho biết vợ và con trai đã biến mất một cách bí ẩn từ tháng trước và ông nghi ngờ hai người đã bỏ nhà ra đi. Gia đình ông còn có một người con trai út và ông không muốn con mình phải chịu cảnh mất mẹ mất anh. Theo tìm hiểu, ông Yasutaka và bà Mitsuhiro quen biết và yêu nhau từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, họ nhanh chóng kết hôn và sống trong một căn hộ ở Osaka. Sau khi bố mất, ông Yasutaka được thừa kế một công ty in ấn và có thu nhập khá ổn định. Vợ ông sau khi mang thai đã quyết định nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình. Về sau, họ có thêm một cậu con trai nữa. Cả gia đình 4 người sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng được bao lâu thì công ty in ấn của ông Yasutaka làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản. Để trang trải chi phí sinh hoạt, ông buộc phải đi xin việc làm. Sau đó, ông được nhận vào làm quản lý bộ phận tại một công ty dược phẩm. Tuy thu nhập không tệ, nhưng không thể so sánh với thời kỳ hoàng kim của công ty in ấn trước đây. Dần dần, vợ ông bắt đầu phàn nàn về thu nhập ít ỏi của chồng, không đủ để trang trải chi tiêu trong gia đình. Hai người thường xuyên cãi vã vì chuyện tiền bạc. Trong một lần cãi nhau, bà Mitsuhiro đã lớn tiếng đòi ly hôn và bỏ nhà ra đi. Bà cho rằng chồng mình quá bất lực kiếm tiền không đủ sống. Ban đầu, ông Yasutaka chỉ nghĩ vợ nói cho hả giận. Không ngờ bà Mitsuhiro thực sự đã bỏ đi, còn dẫn theo cả con trai lớn. Ông không biết vợ con đã đi đâu. Gọi điện thì chỉ nhận được tiếng chuông bảo mày bận. Ông đã tìm kiếm khắp nơi mà vợ con có thể đến nhưng vẫn bật vô âm tín. Ông Yasutaka nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác bên ngoài và có thể đã cùng nhân tình bỏ trốn. Ông cũng cho biết thêm, vợ ông thường xuyên trò chuyện trên mạng với một người đàn ông lạ mặt. Bản thân ông vì công việc nên mỗi ngày đều về nhà rất muộn. Cứ nghĩ vợ ở nhà buồn chán nên chỉ là lên mạng tán gẫu với bạn bè cho vui. Giờ nghĩ lại, có thể lúc đó vợ đã ngoại tình rồi. Lúc đầu, ông Yasutaka vẫn còn hy vọng vợ chỉ là nhất thời bốc đồng mới bỏ nhà ra đi. Sau khi mình tính lại sẽ quay về. Không ngờ đã một tháng trôi qua mà vẫn không có tin tức gì. Hiện tại, ông đã bất lực hoàn toàn nên mới đến trình báo với cảnh sát. Hy vọng cảnh sát có thể tìm ra vợ con ông. Sau khi nắm được sơ lược về sự việc, cảnh sát tiếp tục đến trường học để lấy lời khai của con trai út của hai vợ chồng. Cậu bé cho biết bầu không khí trong gia đình không được tốt. Bố mẹ thường xuyên cãi vã vì chuyện tiền bạc. Anh trai luôn bênh vực mẹ và trách mắng bố. Việc mẹ dẫn anh trai bỏ đi, cậu bé không cảm thấy bất ngờ bởi vì mẹ yêu thương anh trai hơn. Hôm đó, cậu bé bận tham gia hoạt động ngoại khóa của trường nên không rõ mẹ và anh trai đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Tiếp đó, cảnh sát đã đến nhà của gia đình Fujimori để điều tra. Tại đây, họ phát hiện hầu hết quần áo của hai mẹ con mất tích đều đã bị mang đi, trông giống như bỏ nhà ra đi thật. Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát khu vực xung quanh, nhưng đáng tiếc là camera đã bị khuất tầm nhìn, không ghi lại được hình ảnh của hai mẹ con trước và sau thời điểm mất tích. Hàng xóm và bạn bè của hai mẹ con cũng cho biết họ không biết gì về sự việc, không ai biết họ đã đi đâu. Cảnh sát từng nghi ngờ ông Yasutaka có liên quan đến vụ mất tích, nhưng do không có đủ chứng cứ nên vụ việc đành phải khép lại. Sau đó, ông Yasutaka cũng đã chuyển đi nơi khác. Không ai có thể ngờ rằng 5 năm sau, hai mẹ con mất tích lại được tìm thấy trong những chiếc thùng kim loại một cách bí ẩn. Có một số nhân chứng cho biết, vài ngày trước, họ nhìn thấy 3 người đàn ông và một người phụ nữ đi trên một chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở bãi đậu xe. Họ đã vứt một chiếc thùng kim loại vào thùng rác rồi vội vàng lái xe rời đi, trông rất đáng ngờ. Cảnh sát đã tiến hành trích xuất camera giám sát tại bãi đậu xe của công viên và khu vực lân cận nhưng không tìm thấy chiếc xe tải khả nghi nào.
Tuy nhiên, trong quá trình rà soát camera, cảnh sát phát hiện một người đàn ông trung niên có dáng vẻ khả nghi xuất hiện tại công viên Higashi Tennoji vào ngày 13 tháng 8, một ngày trước khi chiếc thùng kim loại đầu tiên được phát hiện. Người đàn ông này liên tục đi lại lại, vẻ mặt lo lắng, trên tay cầm một chiếc túi ni lông. Cảnh sát phỏng đoán bên trong chiếc túi có thể là chiếc thùng kim loại. Sau khi tiến hành nhận dạng, cảnh sát đã xác định được danh tính của người đàn ông trung niên này, không ai khác, đó chính là Yasutaka Fujimori, 57 tuổi, chồng của nạn nhân Mitsuhiro và là cha của nạn nhân Yoshiro. Theo điều tra, Yasutaka Fujimori hiện đang thất nghiệp, sống một mình trong một căn hộ gần công viên Higashi Tennoji. Căn hộ này nằm đối diện với bãi đậu xe, nơi phát hiện chiếc thùng kim loại thứ ba, chỉ cách nhau một con đường. Yasutaka từng làm việc tại một công ty dược phẩm trùng tên với nhãn hiệu trên chiếc thùng kim loại. Với những bằng chứng và manh mối thu thập được, cảnh sát nhận định Yasutaka là nghi phạm số 1 của vụ án. Họ phỏng đoán rằng do mâu thuẫn tình cảm với vợ ngày càng gay gắt, trong lúc cãi vã, Yasutaka đã ra tay sát hại vợ. Con trai lớn chứng kiến toàn bộ sự việc và để bịt đầu mối, hắn đã nhẫn tâm giết chết cả con trai. Sau khi xử lý xong mọi việc, Yasutaka đến đồn cảnh sát trình báo vợ con đã mất tích nhằm đánh lạc hướng điều tra. Một tháng sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ Yasutaka vì tội danh phi tàn sát chết. Đối diện với những câu hỏi của cảnh sát, Yasutaka khai báo rằng ông ta không nhớ gì về việc vứt bỏ những chiếc thùng kim loại. Ông ta cho biết mình đã nghỉ việc tại công ty dược phẩm từ 2 năm trước vì lý do sức khỏe, hàng tháng sống dựa vào tiền trợ cấp. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, ông ta đã chuyển đến căn hộ hiện tại. Ông ta thường đến công viên Higashi Tennoji để tản bộ vào lúc rảnh rỗi. Đó là một công viên công cộng, nhiều người qua lại, không có gì đáng nghi ngờ. Còn về những chiếc thùng kim loại, ông ta không biết gì cả, bởi vì từ ngày nghỉ việc, ông ta chưa từng nhìn thấy những chiếc thùng kim loại như vậy bao giờ. Tất nhiên, cảnh sát không hề tin vào những lời khai của Yasutaka. Họ phỏng đoán trong nhà ông ta có thể còn cất giấu nhiều manh mối quan trọng hơn, bởi vì ba chiếc thùng kim loại chỉ chứa một phần thi thể của hai nạn nhân. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến căn hộ của Yasutaka để tiến hành khám xét. Căn hộ này nằm trên tầng 2 của một tòa nhà 5 tầng, diện tích khoảng 20m², được bố trí đơn giản với lối vào là khu vực ghen can, nơi cởi giày dép trước khi bước vào nhà. Bên trái là nhà bếp, bên phải là phòng tắm, đi sâu vào trong là phòng ngủ và ban công. Cảnh sát đã lục soát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong căn hộ nhưng không tìm thấy chiếc thùng kim loại nào khác. Theo tìm hiểu, Yasutaka bắt đầu sa vào con đường cờ bạc từ năm 2003. Vợ ông đã nhiều lần khuyên can nhưng vô ích. Yasutaka đã lướng sạch số tiền tiết kiệm của gia đình vào cờ bạc. Sau đó, ông ta vay tiền ngân hàng để gỡ gạc nhưng tiếp tục thua sạch. Để trả nợ, Yasutaka đã đến công ty bảo hiểm để hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà ông đã mua trước đó, hy vọng có thể lấy lại được một khoản tiền. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục, ông ta mới tá hỏa khi biết được hợp đồng bảo hiểm của mình đã bị hủy từ trước, mà người hủy hợp đồng không ai khác chính là vợ của ông. Tức giận, Yasutaka về nhà tra hỏi vợ và được biết con trai lớn của họ đã bị nhà trường buộc thôi học vì không có khả năng đóng học phí. Con trai lớn của ông học đại học tư thục nên học phí mỗi năm là một khoản tiền không hề nhỏ. Từ khi Yasutaka sa vào cờ bạc, gia đình đã rơi vào cảnh túng thiếu. Để con trai có thể tiếp tục theo học, vợ của ông đành phải âm thầm hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chồng để lấy tiền đóng học phí cho con. Biết chuyện, Yasutaka không những không thấu hiểu cho vợ mà còn lớn tiếng trách mắng, cho rằng vợ tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của ông ta. Cảnh sát phỏng đoán trong lúc cãi vã kịch liệt, Yasutaka đã ra tay sát hại vợ. Vụ án mạng xuất phát từ việc học phí của con trai lớn và có thể trong lúc nóng giận, Yasutaka đã giết hại cả con trai vì oán hận. Lo sợ tội ác bị bại lộ, Yasutaka đã phân xác vợ con nhét vào các thùng kim loại. Sau đó, hắn ta nghỉ việc và chuyển đến căn hộ hiện tại để sinh sống. Hắn ta cứ ngỡ rằng sau gần ấy năm sẽ không còn ai điều tra vụ việc nữa nên đã vứt bỏ những chiếc thùng kim loại một cách bất cần. 3 tháng sau khi vụ án được phanh phui, cảnh sát đã bắt giữ Yasutaka Fujimori một lần nữa với cáo buộc giết người. Lần này, cuối cùng hắn ta cũng thừa nhận việc đã vứt bỏ các thùng kim loại nhưng một mực phủ nhận việc giết hại vợ và con trai. Yasutaka khai rằng vào tối ngày 10 tháng 4 năm 2006, khi tan làm về nhà, hắn ta thấy cửa nhà tối om. Bình thường vào giờ này, vợ của hắn đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi chở hắn về. Cảm thấy kỳ lạ, hắn bật đèn lên và phát hiện cửa phòng ngủ của con trai lớn đang mở toang. Bước vào trong,
hắn ta bàng hoàng khi thấy con trai nằm bất động trên giường, người bê vết máu. Dưới sàn nhà cạnh giường là một chiếc bồ tạ. Hoảng sợ, gia sư Taka vội vàng hỏi vợ nhưng không có ai trả lời. Sau đó, hắn ta tìm thấy vợ trong phòng tắm, vợ hắn nằm bất động trên sàn nhà, đã tắt thở. Kiểm tra kỹ hơn, hắn thấy tay phải vợ đang nắm chặt một mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn, còn cổ tay trái có một vết cắt sâu. Mất đi hai người thân yêu cùng một lúc khiến gia sư Taka vô cùng đau đớn. Hắn cho rằng vợ đã dùng búa tạ giết con trai rồi làm liều bằng mảnh thủy tinh. Nguyên nhân có thể là do tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại. Cảnh sát đã hỏi tại sao 5 năm trước khi đến trình báo, gia sư Taka không hề đề cập đến những tình tiết này và tại sao lại phân xác vợ con nhét vào các thùng kim loại. Gia sư Taka khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, con trai út của hắn đang tham gia một chuyến ra ngoại của trường học ở xa. Vì vậy, hắn không muốn con trai út biết được tin dữ này. Sau đó, hắn đã bí mật đưa thi thể của vợ con đến công ty, dùng cưa máy để phân xác rồi nhét vào 4 chiếc thùng kim loại. Sau đó, hắn ta cho các thùng kim loại vào thùng giấy, dùng băng keo dán kín lại rồi lén lút mang đến nhà kho của công ty cất giấu. Xong xuôi mọi việc, gia sư Taka về nhà nói dối con trai út rằng vợ của hắn đã dẫn con trai lớn bỏ đi. Con trai út hoàn toàn tin lời bố. 3 năm sau, sức khỏe của gia sư Taka ngày càng chuyển biến xấu. Hắn ta quyết định xin nghỉ việc. Trước khi rời khỏi công ty, hắn đã mang các thùng kim loại về nhà. Do gặp khó khăn về tài chính, gia sư Taka buộc phải chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn. Con trai út của hắn ra sống riêng, còn hắn ta sống một mình trong căn hộ hiện tại. Tuy nhiên, diện tích căn hộ quá nhỏ, không đủ chỗ để cất giấu các thùng kim loại. Vì vậy, vào cuối tháng 7 cùng năm, hắn đã chia các thùng kim loại thành nhiều phần và vứt bỏ ở những địa điểm khác nhau. Hắn không ngờ rằng mọi chuyện lại bày lộ nhanh đến vậy. Lời khai của gia sư Taka nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại có quá nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, vợ và con trai lớn chết ngay tại nhà. Lẽ ra là người nhà, phản ứng đầu tiên là phải tìm nguyên nhân của cái chết. Nhưng gia sư Taka lại chỉ nghĩ đến việc che giấu sự việc với con trai út. Điều này thật khó hiểu. Thứ hai, gia sư Taka có thể nhẫn tâm phân xác vợ và con ruột của mình. Hành động này thực sự quá tàn nhẫn, không giống như một người bình thường có thể làm ra. Thứ ba, gia sư Taka khai đã nhét các phần thi thể vào 4 chiếc thùng kim loại, nhưng dung tích của 4 chiếc thùng trên không đủ để chứa hết thi thể của hai người lớn. Cuối cùng, việc gia sư Taka cất giấu các thùng kim loại tại nhà kho của công ty là một hành động cực kỳ mạo hiểm, nếu để lâu ngày rất có thể bị người khác phát hiện. Cảnh sát muốn tiếp tục đấu tranh khai thác thêm thông tin từ gia sư Taka, nhưng từ thời điểm đó, hắn ta nhất quyết giữ im lặng, không hé răng nửa lời, thậm chí còn không khai ra vị trí của chiếc thùng kim loại thứ tư. Sau đó, cảnh sát đã đến công ty dược phẩm nơi gia sư Taka từng làm việc để tìm hiểu thông tin. Các đồng nghiệp cũ đã có những đánh giá trái chiều về gia sư Taka. Có người nhận xét hắn ta là một người nghiêm túc, cẩn thận trong công việc, rất sợ mắc lỗi. Hắn ta cũng rất hòa đồng với đồng nghiệp, luôn chủ động chào hỏi với mọi người. Nhiều người có ấn tượng rất tốt về hắn ta, đặc biệt là ông chủ công ty rất coi trọng hắn ta. Năm 2006, con gái của ông chủ công ty qua đời vì tai nạn giao thông. Khi hay tin, gia sư Taka đã nói rằng nếu gia đình tôi mà xảy ra chuyện, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Có thể thấy, gia sư Taka rất yêu thương gia đình của mình. Hơn nữa, gia sư Taka thường xuyên khoe con trai lớn với đồng nghiệp, nói rằng con trai của hắn là một người con trai tuyệt vời. Tuy nhiên, cũng có một số người đánh giá gia sư Taka là người nóng tính hay cáu gắt vô cớ. Hắn ta cũng thường xuyên lẩm bẩm một mình, trông rất kỳ quái, khiến người khác khó hiểu. Ngoài ra, gia sư Taka còn thường xuyên đi làm muộn, thậm chí còn say xỉn đến công ty. Ban đầu, có đồng nghiệp tốt bụng đến hỏi han xem có cần giúp đỡ gì hay không, nhưng lại bị hắn ta mắng té tát. Từ đó về sau, mọi người đều không dám quan tâm đến hắn ta nữa, chỉ giữ khoảng cách nhất định. Tiếp theo, cảnh sát đã tìm đến người quản lý kho của công ty để tìm hiểu tình hình, nhưng không ai nhớ là đã từng ngửi thấy mùi lạ trong kho. Bởi vì gia sư Taka khai rằng hắn ta đã nhét thi thể vào 4 chiếc thùng kim loại, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát mới chỉ tìm thấy 3 chiếc, nên họ nghi ngờ chiếc thùng còn lại đang được cất giấu tại kho của công ty. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà kho của công ty nhưng không tìm thấy được gì. Sau đó, cảnh sát đã tìm đến căn hộ mà vợ chồng gia sư Taka từng sinh sống tại Osaka. Sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhà hiện tại, cảnh sát đã tiến hành khám xét căn hộ. Kết quả kiểm tra bằng Numino cho thấy phản ứng phát quang mạnh ở khu vực sàn nhà trong một phòng ngủ. Ngoài ra, ở các khe hở trên sàn nhà, chân tường v.v., cảnh sát còn phát hiện những vết máu đã bị lau dọn nhưng chưa sạch sẽ. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy
những vết máu trên là của Yoshiro, con trai lớn của gia sư Taka. Cuộc điều tra đã có những bước tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, để kết tội gia sư Taka, cảnh sát cần phải thu thập thêm bằng chứng. Trong lúc cảnh sát đang bế tắc, một người phụ nữ có tên là A, tự xưng là bạn thân của Mitsuhiro, đã chủ động liên lạc và cung cấp một số thông tin quan trọng. Cô A cho biết, trước khi mất tích, Mitsuhiro thường tâm sự với cô về việc chồng mình nghiện cờ bạc. Mitsuhiro rất đau khổ và bất lực. Cô ấy nói rằng tiền học phí của con trai lớn sắp không còn để đóng nữa, nhưng chồng cô ấy không hề quan tâm, chỉ lo ăn chơi hưởng lạc. Gia sư Taka thường xuyên la cả quán xá đến tận đêm khuya mới về nhà, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Về đến nhà cũng không thèm tắm rửa mà lăn ra ngủ, sáng hôm sau lại say xỉn đến công ty. Cô A cho biết thêm, từ sau khi Mitsuhiro và con trai lớn mất tích, gia sư Taka không hề tỏ ra đau buồn hay lo lắng, cũng không tích cực tìm kiếm vợ con mà vẫn đi làm bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô A cảm thấy vô cùng kỳ lạ trước thái độ thờ ơ của gia sư Taka. Cô cho rằng hắn ta quá nhẫn tâm. Mitsuhiro từng nhiều lần than thở với cô về việc bị chồng bạo hành gia đình. Chỉ cần không vừa ý là gia sư Taka lại lôi vợ ra đánh đập. Cô A cho rằng nếu nói gia sư Taka ra tay sát hại vợ con trong lúc nóng giận thì cũng không có gì là lạ. Sau đó, cảnh sát đã đến khu vực xung quanh nơi ở hiện tại của gia sư Taka để tìm hiểu thêm thông tin. Một ông chủ hiệu thuốc cho biết, ông đã sống ở đây mấy chục năm, chưa từng nghe thấy vụ án nào đáng sợ như vậy. Ông ta có quen biết gia sư Taka, hắn ta từng đến hiệu thuốc của ông mua thuốc. Gia sư Taka trông rất bình thường, hai người còn đứng nói chuyện với nhau một lúc. Không ngờ rằng, gia sư Taka lại có liên quan đến một vụ án mạng kinh hoàng như vậy. Một người dân khác cũng cho biết, gia sư Taka sống một mình trong căn hộ, con trai út cũng ít khi về nhà. Vì vậy, họ thường xuyên nhìn thấy gia sư Taka đi dạo trong công viên một mình. Gia sư Taka rất ít khi nhắc đến vợ con với người ngoài, vì vậy mọi người đều không biết rõ về gia đình của hắn ta. Cảnh sát tiếp tục tìm đến cậu con trai út của gia sư Taka để lấy lời khai. Cậu ta cho biết bố của cậu là người sống khép kín, ít nói. Vì vậy, hai bố con cũng thường xuyên trò chuyện với nhau. Bản thân cậu ta vì công việc bận rộn nên cũng ít khi về nhà thăm bố. Do đó, cậu chưa từng nhìn thấy những chiếc thùng kim loại kỳ lạ trong nhà. Mặc dù cũng từng nghi ngờ về việc mẹ và anh trai bỏ nhà ra đi, nhưng cậu ta đã không tìm hiểu kỹ hơn. Cậu cho rằng mẹ luôn thiên vị anh trai hơn. Lương tháng của bố eo hẹp, sau này đến tiền học phí của anh trai cũng không còn khả năng chi trả, nhưng mẹ vẫn cố gắng xoay sở, thậm chí còn hủy hợp đồng bảo hiểm để lấy tiền cho anh trai. Ngược lại, mẹ chưa bao giờ đối xử tốt với cậu như vậy. Vì vậy, khi nghe bố nói mẹ đã dẫn anh trai bỏ đi, tuy có chút buồn bã nhưng cậu ta cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu nói rằng đã có lúc tôi rất hận mẹ bởi vì tôi cho rằng bà ấy đã bỏ rơi tôi. Vụ án sau khi được báo chí đưa tin đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Nhiều người cho rằng sự thật không đơn giản như những gì chúng ta thấy, bởi vì vụ án có quá nhiều điểm đáng ngờ. Một số người suy đoán hung thủ thực sự có thể là cậu con trai út, người ít bị chú ý nhất. Do mẹ luôn thiên vị anh trai, từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình cảm của mẹ. Lâu dần trong lòng cậu ta nảy sinh sự thù hận với mẹ và anh trai. Việc mẹ hủy hợp đồng bảo hiểm để lấy tiền đóng học phí cho anh trai càng khiến cậu ta thêm phần căm phẫn. Chính vì vậy, cậu ta đã nảy sinh ý định sát hại mẹ và anh trai. Lúc đó, trường học tổ chức chuyển ra ngoài, cậu ta cho rằng đây chính là cơ hội tốt để ra tay. Cậu ta giả vờ đăng ký tham gia, nhưng thực chất hôm đó, cậu ta đã không đi ra ngoài mà lén lút quay về nhà. Biết bố thường xuyên ta làm về muộn, cậu ta quyết định ra tay vào lúc đó. Cậu ta đến cửa hàng mua một chiếc búa tạ, về đến nhà, nhìn thấy anh trai đang ngủ say trên giường. Trong cơn cuồng nộ, cậu đã vung búa tạ đập mạnh vào đầu anh trai. Sau đó, cậu ta tiếp tục ra tay sát hại mẹ. Gây án xong, cậu hoảng loạn vứt hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường. Tối hôm đó, gia sư Taka tan làm về nhà, nhìn thấy cảnh tượng vợ con đã chết. Gia sư Taka đau đớn tột cùng, quyết định báo cảnh sát. Nhưng đúng lúc đó, hắn ta nhận được điện thoại của cậu con trai. Cậu con trai út đã thú nhận toàn bộ sự thật và cầu xin bố giúp đỡ che giấu tội ác. Ban đầu, gia sư Taka không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, nhưng sau một hồi suy nghĩ vì tương lai của con trai út, hắn ta đã đồng ý che giấu tội ác cho con. Lợi dụng đêm tối, gia sư Taka đã bí mật chở thi thể của vợ con đến một bãi đất trống vắng vẻ rồi chôn xuống đất. Sau đó, hắn ta quay về nhà, xóa dấu vết hiện trường và dặn dò con trai út khai báo với mọi người rằng mẹ và anh trai đã bỏ nhà ra đi. Một tháng sau, gia sư Taka đến đồn cảnh sát trình báo vợ con đã mất tích. Cùng với lời khai của cậu con trai út, cảnh sát đã không điều tra thêm về vụ việc.
Gia sư Taka cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã được che giấu một cách hoàn hảo, nhưng không ngờ rằng mảnh đất hắn chôn giấu thi thể vợ con lại được một công ty bất động sản mua lại để xây dựng dự án mới. Sợ hãi tội ác bị bại lộ, Gia sư Taka đã lén lút đến bãi đất trống đào thi thể vợ con lên, phân xác rồi nhét vào các thùng kim loại. Sau đó, hắn ta mang các thùng kim loại đến nhà kho của công ty để cất giấu. Do thi thể đã phân hủy thành xương nên không có mùi hôi thối, vì vậy không ai trong công ty phát hiện ra. 3 năm sau, Gia sư Taka nghỉ việc và chuyển đi. Trước khi rời khỏi công ty, hắn ta đã mang theo các thùng kim loại. Vì căn hộ mới quá chật hẹp, không đủ chỗ để cất giấu các thùng kim loại nên hắn ta đã vứt bỏ chúng. Sau khi vụ án bị phanh phui, để bảo vệ con trai út, Gia sư Taka đã khai man rằng vợ và con trai lớn đã tự sát. Mục đích của hắn ta là muốn gánh tội thay con trai. Một số người phỏng đoán rằng do nghiện cờ bạc, Gia sư Taka đã lướng sạch tiền tiết kiệm của gia đình. Con trai lớn cũng bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí. Con trai lớn uất hận nên đã cãi nhau kịch liệt với bố. Trong lúc nóng giận, Gia sư Taka đã cầm búa ta đánh con trai. Sau đó, hắn ta đe dọa vợ không được tiết lộ chuyện này cho ai biết. Chứng kiến cái chết của con trai, vợ của Gia sư Taka cũng không còn một sống nữa nên đã tìm đến cái chết. Sau đó, một nhóm trộm đã đột nhập vào nhà Gia sư Taka để trộm cắp tài sản. Chúng nhìn thấy một số thùng kim loại nên nghĩ rằng bên trong chứa đồ vật giá trị. Sau khi mang đi, chúng mở ra thì tá hỏa phát hiện bên trong là xương người. Sợ hãi bị liên lụy, nhóm trộm đã vứt các thùng kim loại ở khu vực gần căn hộ rồi nhanh chóng rời đi. Đây chính là lý do tại sao các nhân chứng đã nhìn thấy 3 người đàn ông và một người phụ nữ chở các thùng kim loại trên một chiếc xe tải nhỏ. Phát hiện các thùng kim loại trong nhà bị mất, Gia sư Taka đã hoảng loạn đi tìm kiếm khắp nơi. Hình ảnh hắn ta đi lại lại trong công viên Higashi Tennoji và các tuyến đường lân cận, trên tay cầm một chiếc túi ni lông đã được camera giám sát ghi lại. Càng điều tra, cảnh sát càng củng cố thêm nghi ngờ đối với Gia sư Taka. Họ đã bắt giữ hắn ta một lần nữa với cáo buộc giết người. Biết không thể che giấu được nữa, Gia sư Taka đã thừa nhận việc vứt bỏ các thùng kim loại, nhưng một mực phủ nhận việc giết hại vợ con. Hắn ta hy vọng bằng cách này có thể giảm nhẹ tội. 2 năm sau khi các thùng kim loại được tìm thấy, vào tháng 7 năm 2013, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án địa phương Osaka. Bị cáo Gia sư Taka Fujimori bị cáo buộc giết người. Tại phiên tòa, Gia sư Taka một mực phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, phía công tố cho rằng hành vi phân xác và nhét thi thể vào các thùng kim loại của bị cáo là một hành vi bất thường, không thể lý giải được nếu không phải là để che giấu tội ác. Mặc dù động cơ gây án cụ thể chưa được làm rõ, nhưng tại hiện trường vụ án, cảnh sát đã tìm thấy máu của nạn nhân Yoshiro. Điều này chứng minh bị cáo đã có ý định giết con trai. Còn đối với nạn nhân Mitsushiro, do không có bằng chứng cho thấy nạn nhân bị tấn công trước khi chết nên không thể khẳng định bị cáo có ý định giết vợ hay không. Đối diện với những cáo buộc của công tố viên, Gia sư Taka vẫn giữ im lặng. Sau một thời gian xét xử, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Bị cáo Gia sư Taka Fujimori không phạm tội giết người nhưng lại phạm tội ngộ sát, bị kết án 28 năm tù giam. Cho đến ngày hôm nay, Gia sư Taka vẫn đang phải thụ án trong nhà tù. Căn hộ nơi hắn ta từng sinh sống cũng đã được sửa sang và giao bán. Bóng tối bao trùm lên vụ án kinh hoàng của gia đình Fujimori. Bản án 28 năm tù giam dành cho Gia sư Taka dường như vẫn chưa đủ để xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng dư luận. Câu hỏi về việc ai mới thực sự là hung thủ, động cơ thực sự của vụ án là gì vẫn còn bỏ ngỏ. Liệu Gia sư Taka có phải đang gánh tội thay cho con trai, hay đằng sau vẻ ngoài hiền lành cam chịu, cậu con trai út lại ẩn giấu một bí mật đen tối? Cậu con trai út sau khi tốt nghiệp đại học đã chuyển đến một thành phố khác để sinh sống, cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè. Hình bóng người con trai út trong vụ án năm xưa dường như đã chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, sự thật luôn có cách để tự phơi bày. Nhiều năm sau, một lá thư nặc danh được gửi đến đồn cảnh sát Osaka, kèm theo đó là một chiếc USB. Người gửi không ai khác chính là cậu con trai út. Trong USB là một đoạn video ghi lại cảnh Gia sư Taka thú nhận tội ác của mình. Hắn ta thừa nhận đã ra tay sát hại vợ con trong lúc say rượu. Sau đó, dàn dựng hiện trường giả, vu oan cho con trai út. Hắn ta cầu xin cậu con trai út tha thứ và mong muốn được gặp con trai lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cậu con trai út sau 3 năm giản vặt đã quyết định nói ra sự thật. Cậu ta đã quay trở lại Osaka, đối diện với quá khứ và chấp nhận hình phạt cho tội lỗi của mình. Vụ án của gia đình họ Fujimori cuối cùng cũng khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của những người trong cuộc. Sự thật được phơi bày, nhưng nỗi đau và mất mát thì vẫn còn đó.
như một lời nhắc nhở về bi kịch gia đình và những góc khuất tối tăm trong tâm hồn của con người. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!